ai nói gì hết, quay âm thầm quá. Như bữa nó ồn ào có nhạc nó đỡ về, cô lồng nhạc, cô sợ không giống lồng nhạc. Bữa bị trùng nó thì nó hai cái clip đâu có tiền đâu, nó cảnh cáo cái rồi. Chà, mẹ là nó ghê. Bánh tráng nướng đây. Bánh biết bà cái còn còn quán nào nữa không? Còn. Dạ lấy cái miếng vuông cho mẹ. Miếng này không được. Miếng này nó sẽ bị chịu. Lấy cái miếng vuông lên đây cho mẹ. Rồi đây con men xuống cho mấy chị. Bé này mất rồi. Có liền á con. Ngồi đi chờ tí nè. Có nướng người nhỏ vậy thôi chứ lửa to quá nó cháy không? Dạ. Đứa này qua kia đứa dĩa dĩa. Nướng chín. Quay bánh rồi là đừng quay tu nha. Thấy mặt đâu mà quay. Quay chỗ bán bánh. Này nướng lâu ghê ha. Thấy coi nè, trên chung cư nó nướng lâu lắm hả? Ta quen rồi. Hả? Ta quen rồi. Không quay thì nó cháy. Về lấy cái ấy đi. Cái hai bọc đi con. Không. Ê, mình quay cái vị cũng được hả? Mình quay vị cũng được hả? Quay được chứ. Quay vị dễ hơn á. Trời ơi, kéo lên. Kéo quay cái vị dễ hơn là quay cái bánh. An toàn rồi. Bánh không chín nè. Cho nhiều trứng quá hay sao? Trứng nó không ngon. Trứng cuốn nó lỏng không? Đúng rồi, trứng cuốn nó lỏng ướt, bánh có nước. Không, nướng than nhiều quá nó mau cháy lắm. Không rồi có cái nhĩ nha kìa. Nãy nó đem chỉ kia bà này bà cãi mình chỉ thế lọt. Chỉ có hình lọt luôn á. Cái vị kia kìa, cái vị này nó ấy nè. Làm thêm một cái vị nữa là hai cái vị luôn, không ướt nó không rớt bánh xuống. Làm hai cái vị luôn. Ngon
mày nướng thì không không vị giữa chính cô mày lựa để hai cái vị, những cái vị kia xoay cái vị kia ra, xoay cái vị đừng xoay cái bánh, xoay cái bánh nó khó xoay. Rồi anh đi. Ừ hiểu không, xoay cái vị nó dễ xoay hơn, làm thêm cái vị nữa xong xoay cái vị thôi, đừng có xoay cái bánh. Kệ nó lúc đầu mà. Đầu nó hơi lụt chụp tí. Rồi, nhanh, tắt đã thấy rồi kìa. Con hối là cái viền nó không chín mà ăn nó chai nhất á. Ừ, cái viền. À, đổ trứng nó cái chén nó múc ra hả? Ừ. Cái đập cái trứng nó. Ừ, vậy mua trứng gà đó. Ừ. Gà đi. Mua trứng gà nhanh hơn. Trứng gà thì chứ đập trứng cút 10 cái trứng cút nó bằng cái trứng gà. Đúng rồi đó. Mẹ cái trứng gà. Gà nó béo hơn. Nhưng mà kho là kho trứng cút ngon hơn. Nó lọt xuống dưới rồi. Mình đợi thấy nó lâu vậy đó. Đúng rồi, cái này nó lọt. Hồi nãy mẹ nói lấy cái dĩ kia đi, nó cãi mẹ. Nó nói ai mà làm một đó mẹ lấy cái dĩ tròn. À, bắt đầu đây là đập trứng cút nè. Đẻ đi. Bỏ lên, bỏ lên, bỏ lên. Hành lá xong rắc nó dễ hơn quẹt không? Hành lá đó. Nhưng ướt quá. Ướt nó mới ngon chứ chị. Ừ. Ừ thấy không? Xoay cái vỉ được không? Đó cái vỉ này nó không có lọt phải không? Vỉ kia nó lọt. Mẹ gặp bánh không chín rồi. Tàn rồi, kèo kèo lên. Mày nướng đi, mày nướng đi. Nó không có cái lỗ nó không lên được. Nướng. Vậy nên xoay tha hồ không 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 có lọt phải không? Đang chín cũng không sao. Ừ. Đang nóng. Lát nữa mà nói cái viền á mình kéo nó một bên á cho nó ấy. Nó càng nhỏ bánh càng ngon. Đúng rồi. Nhỏ nó mới rút nước phải không? Mà rút nước nó giòn. Chứ lửa to đâu rút nước được. Bánh kẹp cũng vậy đó. Nè, 20 đi. Khi mà lấy cho ta cái lọc thì lên xuống cái lọc cái cọc dây chuyện. Đây. Rồi. Mẹ đừng có nướng chính giữa nhiều quá, nó đen. Kéo kéo một bên. Lúc mà lửa nó mình kéo xung quanh ở giữa là không thôi. Mình kéo ở chung quanh còn lửa ở giữa không thôi. Ở giữa là không có than, ở chung quanh có than thôi. Đập ngược cái mặt lên. Mà nướng lửa nhỏ quá không ngon, lửa nhỏ quá nó cứng.
cái gì nó cũng chín hết rồi, bỏ lên là nó chín thôi à. À, trứng này chín nhanh lắm. Thịt em làm chín rồi. Chỉ có cái bánh tráng giòn thôi. Chỉ có chín trứng thôi, trứng này mau chín đi mồ đi. Bơ bơ. Được. Mẹ hai cắt cái kia luôn cái đó luôn. Mẹ, ấy lại gấp lại cho con đi. Gấp ngay tại chỗ luôn, để ra ngoài nó cứng. Để ra ngoài nó cứng không gấp được. Không tương ớt hả? Mới ra nghề, mới ra nghề. Rồi gấp ra cái giấy luôn. Nè. Rồi cho tạm